Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ mãi như đồng lúa chiều dị dàng, tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đưa mặt hồ. Lời ru mơn mát êm như sao diều dặn dơ, nắng mưa xóm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Thương con thao thức bao đêm trường, con đã yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bên gói bát chưa? Gói đi. Đức mẹ ăn hết rồi. Lấy hai ba cái mà xin bạn cần bạn ai xếp đâu mẹ với à không phải mẹ treo cái này cho này họ có cái này mình gần chút mình muốn để sao để mình cái này là cái này là mình còn nếu mình nhập qua không tại đây ở đây mà tự mình ra cái giám sư gì đó cái chuyện này là ngay ở trước cửa phòng.
có vừa có thử làm đâu giống là on top of it. A big bunch of spiders. Không, thì anh nghĩ là lấy thép và thép là nhanh hơn là không? Nó không chỉ thép mua mua rồi, có tài là thép chỗ. Mua trước để lấy... Cái này nó sẽ rớt xuống rồi. Có cái đồ gì không?
hôm để mà lại đưa xác. Bây giờ chú đưa xác ra được. Bây giờ chúng ta bắt đầu xuất kinh. Khoa sẽ đưa xác mẹ ra. Chúng con lời ơn Đức Chúa Trinh Thần thiêng liêng trang lớn vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Trinh Thần xuống để ơn chúng con là kẻ thiên liêng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đồng lòng chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Trinh Thần xuống. Chúng con cầu nguyện Đức Chúa Trời sẽ ra cho Đức Chúa Trinh Thần xuống. Xa lòng dân do bao thân công đồ thì lời chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Trinh Thần xuống. Lời dạy cho chúng con làm những việc lành vì công nghiệp vô cùng. Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Chúa con sắp mình xuống trước mặt Chúa con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, trong biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa nhân từ hãy vai xem sự nghèo nạt con và nhận lời con nguyện. Lạy Chúa, xin hãy mở miệng lưỡi con ra. Chúa là đấng chọn tốt chọn lành vô cùng. Anh hai
Mary, Đức Mẹ Trời của cha chúng con là kẻ có tội khi nay và trong đời đất nữa. Amen. Chúng ta mở trang 27 hát bài Chúa Nhân Từ. Trang 7 đi. Nào Chúa đã đi qua con đường nào dài ra vạn trường, mãi mãi nào mặn sâu trên trán. Lạy Chúa, bánh da nào ngài mang trên vai, đau thương nào phục biến tâm tư, đường tình đó ngài dành cho con. Ta xin cho được chịu mọi sự suy nhục bằng lòng. Chúng con hôm nay đơn phượng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ tha nợ chúng con. Xin cho để chúng con giờ chấp tâm chỗ ô nhiễm của chúng con cho khỏi sự mơ. Amen.
Thần Maria đi đến với Đức Chúa Trời cùng bà và con vâng lễ ơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng vâng lễ ơn. Maria đi đến với Đức Chúa Trời cùng bà và con vâng lễ ơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng vâng lễ ơn. Maria Đức Mẹ Chúa Trời cho con là cả Chúng ta cùng hát bài Nay Con Trở Về, trang 29. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kẻ có tội khi nay và trong giờ đến tử. Amen. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời của cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ đến tử. Amen. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời của cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ đến tử. Amen. Chúng ta cái điều quan trọng nhất là cái màu trắng nhắc đến cái sự chiến thắng của Chúa Kitô phục sinh, sự Chúa Kitô phục sinh xâm lại từ cõi chết, Chúa đã chiến thắng cõi chết. Đây là niềm hy vọng của chúng ta.
chúng ta mang hộ áo trắng tưởng nhớ người quá cố, đồng thời cũng nhắc nhở lại ý thức rửa tội chúng ta được gọi nên để sống trong sạch, và chúng ta có cảm đảm bước tới cuộc sống mới của chúng ta qua sự sống lại phục sinh của Chúa Kitô. Với sự phục sinh của Chúa Kitô, chúng ta có niềm hy vọng chúng ta sẽ gặp lại cụ bà Maria. Chúng ta cùng bắt đầu. Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa Kitô phục sinh, tình yêu của Thiên Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng cha. Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô cho chúng ta. Ngài là Cha thương xót và là Chúa mọi niềm an ủi. Ngài an ủi chúng ta trong mọi nỗi gian nan, để chúng ta cũng an ủi những ai buồn phiền như Ngài đã an ủi chúng ta. Nhưng họ vẫn chưa chan hy vọng trong trường sinh bất tử. Sau khi chịu sửa dạy đôi chút, họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng với Người. Người đã những ai trung thành sẽ được Người yêu thương và cho ở gần Người. Vì Người ban ân phúc và xót thương những ai Người tuyển chọn. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Từ vực thẳm con kêu lên Ngài lạy Chúa. Muôn lạy Chúa xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý. Nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Từ vực thẳm con kêu lên Ngài lạy Chúa. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội ở đời người, hồn tôi trông chờ Chúa. Hơn lính canh mong đợi rừng đông, hơn lính canh mong đợi rừng đông. Từ vực thẳm con kêu lên Ngài lạy Chúa. Trong của Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Xin mời ngồi. Là chúng ta đã chuẩn bị chết rồi. Chỉ có sống xuất hiện trên cõi đời này chúng ta mới chết, còn không thì không có gì xảy ra cả. Cái đó là cái thực tế. Tuy nhiên Chúa cho chúng ta cái cuộc sống trên đời này không phải là không có mục đích gì cả. Mỗi người chúng ta sống đều có một cái mục đích rõ ràng để chúng ta thừa hưởng.
qua tội lỗi, qua cái xác phạm, Chúa đã tìm cách thế này thế nọ cứu rỗi chúng ta, đặc biệt qua cái sự chết của Ngài. Và nhờ cái sự chết Chúa sống lại thì chúng ta mới thấy có cái niềm hy vọng trong đời sống. Khi chúng ta chịu phép rửa tội thì chúng ta đã cùng được chết với Chúa Kitô rồi. Qua vị thánh thân tẩy chúng ta được ơn gọi làm con Chúa một cách thật thiết hơn. Chúng ta ý thức được cái trách nhiệm làm con của Ngài. Qua bài phúc âm này chúng ta được nhắc nhở lại cái lời của Chúa sẽ cho sự sống lại. Có lẽ cụ bà đã cảm nhận sâu xa điều đó, và cái khuôn mặt của cụ bà đã thể hiện cái sự bình an, cái sự hoàn hảo, cái sự không còn thao thức gì hơn, đó là được về bên Thiên Chúa. Thật sự trong cái buổi chiều hôm nay chúng ta tụ họp lại làm phép tang rồi mang tang tưởng nhớ cụ bà là một cái truyền thống đạo đức rất là cao đẹp của ông bà cha mẹ chị em chúng ta để lại. Tuy nhiên cái điều tôi nhấn mạnh là lần nữa quan trọng hơn, đó là chúng ta không chỉ sống trong đời này rồi chết mất, chúng ta còn cái đời sau. Như thánh Phaolô đang nhắc nhở các tín hữu ở Corinto, đó là chúng ta sống ở trên thế gian này như là chúng ta sống tạm bợ trong những chiếc túp lều thôi. Sống làm sao để trở nên một người công chính? Chúng ta không thể nào mà dựa vào ơn Chúa nói là hoàn toàn để chúng ta thờ ơ, muốn sao ra sao thì thà, nhưng chúng ta cũng phải mang lấy cái trách nhiệm làm sao để xứng đáng là con Chúa qua cái đời sống bác ái yêu thương, qua sự kiên nhẫn chịu đựng, qua sự tha thứ. Và tôi tin rằng gia đình có thể thấy rõ điều đó nơi cụ bà Maria. Chúng ta thật sự thì đó là cái điều buồn khi một người thân ra đi, cũng là cái sự nhắc nhở cho chúng ta cái buồn của chúng ta nó chỉ là tạm bợ thôi. Chúng ta sau này có niềm vui rất là hớn hở và niềm vui không bao giờ phải tàn. Và chúng ta thừa hưởng cái vinh quang của Chúa trên thiên đàng. Bây giờ chúng ta cũng tiếp tục qua cái sự cầu nguyện Thiên Chúa tẩy rửa tất cả mọi tội lỗi, nếu mà cụ bà vẫn còn, tha thứ cho cụ bà để chống đưa cụ bà về với Ngài càng sớm càng tốt. Đồng thời cũng nhắc nhở cho chúng ta theo gương cụ bà cái đời sống của mình. Còn một thời gian có thể trong đây chúng ta có thể chỉ còn sống vài giờ, vài ngày, vài tháng, vài năm nữa thôi. Cái nhắc nhở quan trọng nhất trong cái mỗi lần chúng ta đưa tiễn một người nào đó là chúng ta cũng chuẩn bị về với Chúa để được chỉ lời của Chúa, và qua cái lời cầu nguyện chúng ta có một kinh nghiệm can đảm hơn, tin tưởng vào Chúa tuyệt đối nhiều hơn. Xin mời đến chúng ta cùng dâng lên lời nguyện. Linh hồn Maria đã được rước mình vào máu Thánh Chúa là bánh ban sự sống đời đời. Xin Chúa cho được sống lại trong ngày sau hết. Chúng con nguyện xin Chúa ơi. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa cho ông bà, cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, họ hàng, bạn hữu chúng con và những ai làm ơn làm phúc cho chúng con đã qua đời được phần thưởng thiên đàng. Chúng con nguyện xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho các linh hồn đã qua đời được có ngày sống lại, được tiếp nhận và hưởng nhan thánh cực sáng Chúa. Chúng con nguyện xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho mọi người tụ họp nơi đây được có ngày cùng sum họp trong Đức Chúa Cha muôn đời cùng với người quá cố của chúng con. Thứ tha mọi tội lỗi cho các tôi tớ Chúa, và xin đem họ vào hưởng sự sung mãn của ơn Chúa cứu chuộc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Con giữ tâm hồn trong sạch như những mẫu tàng trắng này, để chúng con khi Chúa được gọi về, chúng con được can đảm bước đến và không sợ hãi. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Xin mời người đại diện gia đình có thể gọi tên người lên bảo tàng. Kính thưa cha, kính thưa toàn thể đại gia đình. Trước hết là chúng con xin được đa đại cha đến với chúng con và cho chúng con những lời chào ơn rất là có ý nghĩa. Thưa tất cả đại gia đình, cũng như là bài đọc một nói rằng linh hồn về khối chính thì ở trong tay Chúa, người bà và mẹ của chúng ta trong phút cuộc đời thì luôn luôn chỉ có một mục đích duy nhất là làm thế nào để dọn mình một ngày nào đó về với Chúa. Cho nên cuộc sống của bà và mẹ chúng ta là một cuộc sống rất là bình thường, nhưng mà rất là vĩ đại. Vĩ đại ở cái chỗ là người mẹ, bà và mẹ chúng ta đã làm tất cả những gì bổn phận của một người mẹ, một người bà để giúp chúng con cái chịu đựng hy sinh và đưa gia đình của chúng ta trải qua biết bao nhiêu là gian truân từ Việt Nam sang đến bên này và về dựng cho đại gia đình có được ngày hôm nay. Đó là một cái những sự vĩ đại. Chúng ta nghĩ rằng khó ai có thể trong trung tâm gia đình chúng ta có thể làm được như người bà mẹ và chúng ta. Hơn nữa, hôm qua có dịp họp gia đình thì các em đều nói rằng trong suốt cuộc sống với mẹ không hề thấy mẹ la mắng gì các con cái cả, mà chỉ luôn dùng cái sự tình thương, cái sự tha thứ để mà giáo dục, hướng dẫn cho con cháu. Cho nên những ai ở gần có cái dịp gần gũi với bà và mẹ và cả những người thân, những dưỡng nữ ở gần gũi mẹ thì đều là thương mến mẹ hết lòng. Hôm nay là cái ngày mà chúng ta tiễn biệt mẹ. Nói rằng tiễn biệt, thực ra thì đây bà và mẹ chúng ta đã chuẩn bị từ lâu để về với Chúa, tức là giữ đúng cái tinh thần phục sinh như đạo của chúng ta đã dạy. Thế mà tuy nhiên thì là con người dĩ nhiên phải có tình cảm, và tình cảm thì lúc này là cái lúc mà chúng ta rất là xúc động phải từ giá mẹ chúng ta. Đây là cái sự cách biệt âm dương, đây là cái sự cách biệt giữa người sống và kẻ chết. Cho nên chúng ta xin tiếp nhận khăn tang này để mà tưởng nhớ đến bà và mẹ của chúng ta, để ghi công người sinh thành dưỡng dục chúng ta, và để đồng thời thì cũng để noi gương và hứa với bà mẹ chúng ta, chúng ta sẽ noi gương bà và mẹ chúng ta sống một cuộc sống xứng đáng được như là bà và mẹ chúng ta mong muốn. Con xin chào, xin cảm ơn các bạn. Thì lần đầu tiên là cái này là của anh, kế tiếp là xin chị Yến. Tiếp là gia đình con thay mặt để từ đội lên đầu về tỏ lòng báo hiếu mẹ. Xin lỗi mẹ, anh Đức bất hiếu, anh đã đi trước mẹ, nhưng còn con vẫn sẽ tiếp tục đeo tàng mà để nhớ gia đình mẹ. Ông con cảm ơn mẹ, xin mẹ tha lỗi cho chúng con.
gia đình Lan. Thưa mẹ, hôm nay gia đình chúng con xin nhận thân tan này, chúng con không biết nói gì, chúng con xin nhận trong lòng chúng con thật là đau đớn. Sau đó xin mời dưỡng nữ của mẹ. Thứ đến là xin mời cô Hạnh. Trên bàn khăn tang còn rất nhiều khăn tang, nếu mà gia đình nào mà có thiếu thì xin thêm, tự nhiên nên lấy thêm vì gia đình đông quá. Em xin lỗi các anh chị, hoặc là nếu gia đình nào có thiếu sót còn hai cái thì xin lỗi và cứ tự nhiên nên lấy. Xin cảm ơn. Thank you.
trở lại để cha. Ba thầy kinh lạy cha, thầy kinh kính mừng, kinh sang dân, thầy kết thúc bằng kinh nữ vương và chúng ta cùng đọc. Lạy cha chúng con ở trên trời, Chúa lạy dân cha cả xa, như cha chỉ lên, y cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, kính mừng Maria để ơn có đến chơi chờ cùng bà thánh danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Lạy nữ vương mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống được vui được cấy thân lành mẹ. Chúng con cháu mẹ bà ở trong khắp này kêu đến cùng bà, chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà hồn cũng là ôi con thay nhân thay diệu thay thánh Maria trọn đời đồng chính. Amen. Lạy Đức Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha tình thương, Cha hằng quan tâm đến những ai kêu cầu. Xin cho chúng con được tìm, xin cho chúng con tìm được nơi con Chúa, con Cha niềm an ủi trong lúc buồn sầu, sự xác quyết trong cơn nghi nan và lòng can đảm trong giờ phút đau thương này. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Nguyện xin bình an của Thiên Chúa là bình an vượt trên mọi hiểu biết, giữ cho lòng trí anh chị em nhận biết và yêu mến Thiên Chúa và Chúa Giêsu Kitô, Con một của Người. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Xin mời mọi người mở sách trang 46, chúng ta cùng hát bài Lạy Nữ Vương Mân Côi. Thank you.
xa trên đời kiến thưa mẹ, thì mẹ nằm nơi đây chúng con thấy cả quãng đường dài gần một thế kỷ mẹ cuộc đời mẹ để lại chúng con biết bao nhiêu kỷ niệm êm đềm. Con còn nhớ lúc con còn nhỏ vì là con đầu lòng của mẹ nên con đã được mẹ nương chiều. Nhà nhiều khi nghèo khổ, không có đủ đồ ăn, không có đủ thức ăn ngon, nhưng mẹ luôn dành cho con những cá ngon hơn, những thịt ngon hơn còn mẹ. Nếu chịu đựng làm sao được, biết là con vui vẻ và hơi thấy đau yếu, con đau yếu thì mẹ hỗ trợ lo. Con còn nhớ có rất nhiều lúc em con lên tìm với con là tại sao nhận thì lại được mẹ thương đến như vậy, còn các em thì mẹ lại có vẻ hơi lơ là cũng không phải vậy, nhưng mà trong cuộc sống con thấy rằng mẹ đã dành cho con rất là nhiều yêu thương. Mẹ không hề la mắng con, cũng chẳng bao giờ mà mẹ nỡ đánh con một kiểu con đâu có ngoan ngoãn gì. Nhiều khi đúng điều đúng điều với mẹ, nhiều khi cũng ham chơi, thế nhưng mà mẹ luôn luôn chịu đựng và giúp đỡ con. Rồi trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của thời cuộc, mẹ lúc nào cũng chịu đựng, lúc nào cũng cố gắng để mà mang gia đình khi cưa đi nơi khác. Có lẽ trong đời mẹ chưa có người nào mà cùng với gia đình khi cưa nhiều như gia đình của chúng ta. Có thể có những người chỉ khi cưa một hai lần đến đất nước về kỳ này, nhưng mà gia đình chúng ta mẹ đưa đi khi cưa từ miền quê lên đến tỉnh Nam Định, rồi lên đến Hà Nội, ra Hải Phòng, vô trong Nam, rồi vô trong miền Nam, Việt Nam, rồi bây giờ sang Hoa Kỳ, có lẽ đến 5 lần đi cư. Và tất cả trong những cuộc đi cư như vậy, khi con với tư cách là con đầu lòng mà đề nghị với mẹ, với thầy, thì mẹ thầy vội vàng bỏ mọi chuyện để nghe lời người con trưởng để mà dẫn các em đi theo. Nhưng mà khi mà sang đến cái kỳ này thì chúng con không có thể ở gần mẹ được, tại vì người bảo lãnh với chúng con phải bảo lãnh ở một nơi xa. Nhưng bây giờ mẹ ra đi, bây giờ mẹ lại trao gánh nặng hiện tại của đại gia đình lại cho con, cho hai vợ chồng chúng con, thì chúng con không biết làm sao để có thay thế được mẹ. Bây giờ mẹ ở bên nước Chúa, mẹ ở trên trời, xin mẹ hãy cầu bảo cho gia đình, hãy cầu nguyện cho chúng con, cầu bảo chúng con có sức mạnh, có đủ tâm đạo, có đủ tinh thần, có đủ nghị lực và đủ sự chịu đựng để có thể hướng dẫn cái gia đình này theo truyền thống của mẹ, mẹ đã để lại cho những ước nguyện của thầy mẹ để lại là luôn luôn làm việc thân ái, luôn luôn làm việc xã hội, luôn luôn trông thầy phó thác trong tay Chúa. Thầy xin mẹ giúp chúng con để có thể chúng con cái bổn phận của chúng con có thể thay thế mẹ để hướng dẫn các em, cháu sống cuộc sống xứng đáng là con gái con cháu của mẹ. Thưa mẹ, con rất là sung sướng, may mắn, có phúc lắm được về làm dâu mẹ, làm dâu gia đình nhà họ Đỗ. Nói thật là làm dâu, nhưng mà con chưa bao giờ thấy mẹ la rầy con, lúc nào cũng bao dung cho con. Mẹ là một người mẹ chồng tốt nhất ở trên thế gian này. Thiệt như vậy, mẹ thương con như là con gái, không bao giờ rầy la, không bao giờ quản mắng. Cái lòng thương của mẹ không bao giờ làm cho chúng con quên được mẹ. Mẹ là người đàn bà rất tốt, rất phúc hậu và hiền lành. Và nhất là một người mẹ chồng như con vừa nghe nói, tốt lắm.
hiền lành lắm, có phúc hậu lắm. Tất cả các con gái có thể nói là không phải là con dâu hoặc là con rể hoặc là con ruột gì cũng không có người nào mà có một cái không người nào mà không thương mến mẹ, không người nào mà quý mến mẹ. Ai cũng, tất cả mọi người trong gia đình họ Đỗ này có thể nói từ trên xuống dưới, mẹ là cái người cũng như là thánh thiện nhất ở trong cái gia đình này, hiền lành nhất và thương yêu con cái nhất. Mẹ bây giờ lên thiên đàng hưởng nhan tính Chúa, xin mẹ cầu bào cho chúng con là những người con còn ở dưới thế gian này còn những khó khăn cực nhọc lo lắng, cầu mẹ cầu Chúa cho chúng con được cố gắng sống để noi gương của mẹ, noi gương một người mẹ lành. Xin mẹ cầu nguyện cho chúng con nhiều. Xin cả đại gia đình cùng chúng tôi đọc kinh lạy cha ba linh kinh mừng kinh sân dành. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện xin cha cả sáng nước cha đi đến đi cha đi đến đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con sa chưa cam nhớ ô những cứu chúng con nhớ hoài sự amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời cùng bà và con phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu ban lòng bà con phúc lạ. Maria mẹ Đức Chúa Trời cho chúng con là kẻ vô tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời cùng bà và con phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu ban lòng bà con phúc lạ. Maria Đức Mẹ Đức Chúa Trời cho chúng con là kẻ vô tội khi này và trong giờ lâm tử. Maria, con và gia đình của con để đi, con mong rằng đó chỉ là
thầy và má sẽ cầu nguyện cho chúng con trên đất Chúa, gia đình chúng con được bình yên và sẽ giữ đạo Chúa sau này theo chân mẹ. Mẹ ơi, con là ngoan. Cách đây mười mấy năm trời, con không được chịu tang thầy. Nay con đến để chịu gia đình con và các cháu đến chịu tang mẹ. 14 năm xa cách ở Việt Nam, con đã lận non với chồng với con. Chồng con đi cải tạo 7 năm. Con nuôi chồng. Thời khi qua đường qua nhà mẹ, con không thấy bóng mẹ, con muốn tâm sự nhưng mẹ ở đâu, ở một phương trời xa, con không biết làm sao. Con tưởng là con không được gặp mẹ lần này nữa, nhưng Chúa đã dặn bài, đã cho gia đình con được sum họp đầy đủ. Con không biết nói gì, cảm tạ Chúa đã cho gia đình con được nhiều sự may mắn và các cháu cũng nên người cũng nhờ mẹ. Khi con bước chân xuống máy bay, con thấy các em ra đón con. Mẹ ở nhà mong chờ người con gái ở Việt Nam 14 năm ra đi để gặp mẹ, nhưng mẹ mất thầy, mất con. Con không biết mẹ hỏi cùng ai. Bây giờ con lại mất mẹ, xin mẹ về thiên đàng cầu nguyện cho gia đình con, các cái con biết thương yêu nhau, các cháu chắc được sum họp với nhau đầy đủ. Nếu mẹ về thiên đàng, xin mẹ nhớ đến chúng con cùng. Con cảm ơn mẹ nhiều. Hôm nay mẹ, các con lại mẹ một lần nữa. Thưa mẹ, anh Linh và con về đây để đi tiễn đưa mẹ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Con tạ ơn mẹ đã nhận con làm con dâu của nhà họ Đỗ. Con biết bao nhiêu hôm nay mẹ rất quan tâm về anh Linh và con. Mẹ đã cầu nguyện rất nhiều cho con và anh Linh. Mẹ đã tha thứ tất cả những lỗi lầm của chúng con và chấp nhận chúng con và gia đình chúng con. Mẹ đã thương yêu chúng con cũng như tất cả các anh chị em trong gia đình. Con nhớ những ngày mẹ về thăm chúng con ở Samana. Mẹ đã dạy con cách nấu phở nêm nếm cho vừa, cho ngon, cho thơm. Mẹ đã dạy con cách kho thịt nêm nếm cho vừa, thơm ngon, mùi miệng ai cũng ưa thích. Con hết lòng yêu mến mẹ. Hôm nay mẹ được Chúa gọi mẹ về thiên đàng. Mẹ được sum họp với thầy và gặp lại chú Đức. Xin mẹ hãy thương nhớ đến tất cả những người trong gia đình họ Đỗ cho chúng con được sống trong ơn nghĩa Chúa. Để ngày sau khi Chúa gọi chúng con về, chúng con sẽ được sum họp với mẹ trên thiên đàng, vui vẻ như những ngày nào chúng ta còn ở thế gian này. Chúng con xin bày tạ mẹ.
linh của mẹ đấy, từ New Mexico con về để tiễn đưa mẹ lần cuối. Con được mẹ nghe mẹ kể con sanh ở giữa lúc trung cố bão bụng, nhưng dưới cánh tay nhân hiền của mẹ, mẹ đã che chở cho con khôn lớn trong những ngày ở Bạch Tính. Khi chẳng biết tới, mẹ đã ôm con vào lòng, ngủ ấp con trong đống rơm để cho chuột cướp khỏi bắt mẹ và con đi. Ở trên đường đời con học, mỗi lần về mẹ đều luôn chiều cho con những cái trái trứng thật ngon lành. Và khi con đau yếu, mẹ bênh vực con, che chở con, chăm nom con. Mỗi một lúc con về với mẹ là một lúc mẹ đưa cánh tay nhân hiền để khuyến khích con học nên người. Dù cuộc đời con có nhiều lầm lỗi, nhưng mẹ vẫn rộng lòng tha thứ. Giờ đây mẹ đã ra đi, mẹ không còn ở trần gian nữa để đùm bọc con, nhưng những lời giáo huấn gương lành mẹ để lại, con ghi khắc trong tâm khảm và luôn luôn biết ơn mẹ. Xin mẹ cho con được sống xứng đáng là con của mẹ đời này, theo gương lành của mẹ, sống vui vẻ với tất cả mọi người trong gia đình họ Đỗ, để ngày sau chúng ta được sum vầy dưới cánh tay nhân hiền của mẹ trên phía trời. Con Linh bái tha mẹ lần cuối. Con là ngoạn mẹ ơi, con chẳng biết nói gì cả. Mẹ con và các cháu chắc đến tiễn biệt mẹ lần cuối cùng. Mẹ ơi, mẹ ra đi sao mẹ bỏ con? Con anh Tư mới qua, con tưởng mẹ sẽ sống với con một thời gian nữa, ai ngờ đâu mẹ ra đi, mẹ bỏ con lại. Mẹ ơi, mẹ mới thêm hai cháu nữa là Matthew và Luca. Mà hôm nay cháu Matthew, Luca không thể đến được, tại mới chưa được một tháng. Còn Matthew thì cũng có mặt ở đây để tiễn đưa mẹ. Và
kia ra Nga, Hồng Kông cũng về để tiễn đưa mẹ. Mẹ ơi, con chẳng biết nói gì hơn. Những ngày con sống bên mẹ, mẹ đã ban cho con rất nhiều tình thương. Bây giờ mẹ ra đi, những khi con buồn, những khi vui, con chẳng biết nói với ai, than thở với ai. Khi anh Tư mới ra đi thì con tưởng còn mẹ để chia vui sẻ buồn. Bây giờ mẹ lại bỏ con mà đi. Các cháu đã sống với bà mấy chục năm nay, mà mẹ đã ban cho con cũng như các cháu nhiều tình thương. Mẹ cũng chưa bao giờ nói nặng với con một câu. Con đã làm những cái gì phiền lòng mẹ, mẹ tha thứ hết cho con. Các con gọi bà đi, chia tay bà đi, mà muốn nói với bà cái gì thì các con nói. Bà ơi, we all have the privilege of living with you since we were all young. Even after me and James moved away and went to college, we still came back to live with you. Even after we moved out, got our own place, we still came back to have dinner with mom. At the same time, we were visiting you. This afternoon, when I picked up Kiara and Matt from the airport, I brought Kiara over to your house to visit Ba, my wife, mom. And Baknet was there. But we walked by your room and your room was empty. And Kiara knew something was wrong, but she didn't know what to say. So it's really sad that he passed away, but at the same time, we know you're moving to heaven to be with God. And that we know that you're still praying for everyone here. Bà ơi, mẹ ơi, Mỹ tháng 9, mùng 2 tháng 9 cháu đã sẽ làm đám cưới với cháu Phượng đây, có mặt đây. Xin mẹ cho phép để hai cháu làm đám cưới và xin mẹ phù hộ cho hai cháu để hai cháu biết thương yêu nhau trọn đời. Và chúng con cũng xin mẹ, khi mẹ lên thiên đàng nhớ tới gia đình chúng con, các cháu mới, nhất là các hai cháu bé mới sanh. Kiara ơi, giờ con chẳng biết nói gì hơn, chúng con chỉ biết lại tạ mẹ và xin mẹ, xin bà thương dạy dỗ dắt chúng con và ba và giúp đỡ chúng con để chúng con noi gương mẹ cũng như bà sống đời sống đạo đức, nhất là biết thương người. Con nhớ rằng mẹ rất thương yêu người, mọi người ai đến nhà mẹ cũng mời ăn, rồi ai mẹ cũng tỏ tình thương. Và mẹ luôn luôn giúp đỡ những người khốn khổ. Và mẹ thương quý mến các cha, luôn luôn muốn giúp đỡ và luôn luôn muốn cho mọi người được tốt, mọi người được vui. Để chúng con xin tiễn biệt mẹ. Xin mời chị Đức và toàn thể gia đình đến có đôi lời tạm biệt mẹ và bà.
Em thưa mẹ, con và các cháu xin hưởng cho mẹ. Cách đây 35 năm, ngày đầu tiên con bước vào gia đình, anh được dẫn con về ra mặt mẹ. Mẹ ra đón con, và ông con bảo rằng đây mới chính là con gái của mẹ. Với một nụ cười rất là chiều mến và thương yêu, con không bao giờ quên được ngày hôm đó. Và rồi những ngày tiếp nối con ở chung với thầy mẹ. Mẹ đưa tiền cho con đi chợ, mẹ bảo con muốn mua gì thì mua. Mẹ còn cho con thêm tiền, và con cất lúc cần những cái gì vật dụng cho cá nhân riêng của con. Con xin mẹ, mẹ cho con nhiều gấp bội. Sau đó 2 tháng thầy mẹ sắp xếp cho con và anh Đức dọn ra ngoài. Mặc dù chúng con đi ra khỏi gia đình, nhưng thầy mẹ lúc nào cũng thương nhớ và để ý dòng ngõ gia đình chúng con. Khi con về báo tin là con đã có bầu cháu Quân, cháu đầu tiên, thì tuần sau đó thầy đã lên chở con đi gộp ấp và hốt thuốc bổ. Thầy bảo con ơi, ráng uống thuốc và đi cho con nó khỏe mạnh. Còn mẹ thì lại bảo đưa gỗ về nhà đóng cho cái chuồng gà và lại mua gà con về để cho con nuôi. Mẹ bảo hễ nó lớn thì biết ăn cho nó bổ con ạ. Và ăn thật nhiều trứng vào. Đến lúc con gần sanh, mẹ cứ đưa hết chục trứng gà này, chục trứng gà kia để cho con ăn đưa dễ sanh. Và sau khi con sanh cháu rồi, thì mẹ lại tiếp người lạ mang lên cho con để giúp con nuôi cháu bé. Mẹ ơi, làm sao con quên được những hiện tại như thế? Con làm sao thì được người mẹ chồng và cha chồng như vậy? Rồi những ngày tháng kế tiếp, chúng con khi nào về thăm thầy mẹ, con mua một gói bê thui 500 đồng thì thầy mẹ về cho cháu Quân gấp bội lần, bảo về mua quà cho con ăn, cho cháu Quân ăn. Và rồi để rồi theo thầy mẹ sang đây, lúc nào thầy mẹ thương yêu bảo bọc. Vì thế chúng con mới có được ngày nay. Nhưng mà rồi người chồng của con là anh Đức, con yêu dấu của mẹ, lại bất hiếu bỏ mẹ và con cùng các cháu ra đi trước mẹ. Mẹ bảo con bảo ráng chăm sóc cho anh, để nó đi rồi thì con khổ lắm đó con ơi. Nhưng mà con không cãi lại được ý trời, thầy đã nóng thì đi mất rồi. Để giờ đây con cùng các cháu vơ vơ. Nhưng hiểu sao chứ nữa, chúng con cũng được ở chung với mẹ một thời. Sau khi anh Đức mất đi thì tất cả thầy mẹ, còn mẹ và các anh em trong gia đình đã săn đón và cho chúng con tất cả những lời an ủi nồng nhiệt để rồi chúng con cảm sống, nhất là con. Mặc dù trong
bề ngoại con rất là cứng rắn, thực sự con rất là vui. Cái gì con cũng giữ ở trong lòng để chờ đây rồi con bị hoạn, con đủ đau yếu. Nhưng mà ở gần mẹ con chạy qua chạy lại con cũng đỡ buồn. Để giờ đây rồi, con hứa với mẹ là con sẽ thay thế anh Đức để thay thế báo hiếu mẹ, nhưng cũng không được bao lâu. Con mẹ đi, con nghĩ rằng kiếp sau nếu mà mẹ không từ chối con thì kiếp sau mẹ cũng cho con theo mẹ. Xin mẹ hãy cầu bầu cùng Chúa, mẹ về thiên đàng phù hộ cho con, cho các cháu của mẹ và các chất của mẹ. Nếu chúng con có điều gì lầm lỗi, nếu con báo hiếu mẹ không tròn, hoặc từ xưa đến giờ 35 năm, con có làm phật lòng mẹ điều gì, xin mẹ tha thứ cho con và các cháu. Và con nguyện rằng nếu mà con có ra đi thì xin mẹ hãy giơ tay cứu vớt con và cho con theo mẹ. Con xin cảm ơn mẹ và xin vĩnh viễn mẹ. Thank you.
con là con dâu út của mẹ. Mẹ tôi đã từng nói là mẹ chồng nàng dâu không bao giờ hợp nhau quen nhau, nhưng đối với con, câu này hoàn toàn sai. Vì mẹ là một người mẹ mà con rất thương yêu. Mẹ cũng đã rất thương yêu con. Con còn nhớ khi mà con mới lấy Hạnh Phúc, tuy một thời gian con ở chung với thầy mẹ rất ngắn, chỉ có vài tháng thôi. Lúc đó con còn đang đi học. Suốt thường thì con dâu hay nấu cơm cho mẹ chồng ăn, nhưng với con thì lại khác. Khi con đi học về, mẹ đã nấu cơm cho con ăn. Những cái tình cảm của mẹ dành cho con không bao giờ con quên được. Mẹ là một người mẹ chồng mà con biết rằng trên đời này không có một người mẹ chồng nào hơn mẹ được hết. Con xin cảm ơn mẹ. Nhưng thưa mẹ, con là Phúc, con trai út của mẹ. Cùng vợ con là Hà và hai cháu Michelle, mẹ Andrew. Con nhớ cách đây lâu lắm rồi, khi con còn nhỏ ở Châu Hiệp. Khi mà được lên Sài Gòn học ở với cha Lý, lần đầu tiên con đã xa mẹ. Mẹ rất là thương con. Con đi Sài Gòn và Châu Hiệp tuy không xa, nhưng tối tối con rất nhớ mẹ, rất là nhớ đến những nồi thịt kho mẹ nấu cho con ăn. Khi chạy loạn, mẹ về Tân Phú. Mẹ ở gần nhà cha Lý hơn. Lâu lâu mẹ chạy lên để phục dưỡng bà cố của cha. Mẹ đã phụng dưỡng là một người con dâu. Có lẽ trên đời này không có một con dâu nào phụng dưỡng một người mẹ chồng như mẹ, rất là chịu đựng. Và là bà cố không thích ai ngoài hơn mẹ mà chăm sóc cho bà. Mà con đã được ở gần mẹ. Rồi thấm thoát thời gian trôi qua, khi con đi du học, lại một nữa con xa mẹ. Mẹ đã thương và làm những gói giúp gửi sang cho con. Mà lâu lâu con Phước gửi thư về để hỏi mẹ cách kho thịt kho làm sao. Đó là lần xa mẹ rất là lâu. Xa mẹ, xa thầy và tất cả anh chị em. Con rất nhớ. Nhưng mẹ là một người con thứ nhất. Tại vì mẹ thương con, mẹ cho con tiền sắm sửa để đi du học. Và đôi khi mẹ không nói cho thầy biết. Khi di cư một lần nữa, năm 75 mẹ chạy qua bên Buffalo. Con may mắn lại được đoàn tụ với gia đình. Nhưng mà vì công ăn việc học, con phải trở về California. Một thời gian sau nghe mẹ gãy tay, con đã nói với thật mẹ và anh em đứa mẹ. Mẹ gần con, lần nữa gia đình, chúng ta được đoàn tụ. Thật lâu dài. Mà con đã được sống chung với thầy mẹ một thời gian rất dài. Và thầy chẳng may bị tai nạn, đã đi. Nhưng có mẹ và những đoàn con bên cạnh là một nguồn an ủi khi thầy đã mất đi. Mẹ không một lời than khóc, mẹ chỉ dâng cho Chúa. Mẹ nói đó là ý Chúa đã cất thầy về. Và mẹ rất là chịu đựng, không bao giờ than phiền. Bao nhiêu lần mẹ đau ốm, mẹ bao giờ thương. Chúng con thấy ngay cả y tá và bác sĩ
cũng đã phải nói là bà cụ không bao giờ thấy lên ra một câu dù mà có bao nhiêu ống ở trong miệng hoặc trong bụng. Khi mẹ về tới nhà, chúng con thay phiên nhau chăm sóc mẹ. Con rất nhớ những buổi chiều đi làm về bế mẹ lên ghế cho mẹ ăn, bởi vì mẹ không còn ăn được nữa. Nhưng mẹ đã bắt đầu ăn baby food thì con rất là mừng. Nhưng mà chỉ vài có hơn một tháng nay thôi, chúng con thấy mẹ không ăn được nữa. Chân mẹ đã liệt, tay mẹ đã không còn làm dấu được, nhưng mẹ vẫn ra ngoài đọc kinh và thông công với chúng con. Chúng con biết ngày giờ mà mẹ lên với Chúa đã gần kề, nhưng vì lòng con người, chúng con không lúc nào muốn xa mẹ, người mẹ yêu dấu của chúng con. Chúng con biết rằng bây giờ mẹ đã ở trên thiên đàng cùng với Thầy, cả anh em trong gia đình, phù hộ cho đại gia đình của chúng con. Nhất là xin mẹ phù hộ đặc biệt cho gia đình của chúng con. Đây là lần cuối cùng, có lẽ là lần chúng con sẽ không còn được gặp mẹ nữa. Chúng con chỉ hy vọng mai này trên thiên đàng chúng con sẽ được một lần nữa đoàn tụ với mẹ, với Thầy và tất cả mọi người. Chúng con xin tạm biệt mẹ. Bà ơi, sau đây, bà sau nói bà là bà sau thương bà lắm, bà sau sẽ luôn luôn nhớ bà trong lòng con. Chào bà, con mời em đi đây. Chào bà, xin nhận. I remember how small this is coming over. Y'all see candy. I always enjoyed that. We should have learned that. Gia đình của chú Nghĩa làm đây xin lỗi gia đình. Thank you.
giờ con làm cha làm mẹ rồi, con mới hiểu được cái điều gì mà mẹ đã dành cho con. Có anh Nhận ở đây, con học trò của anh Nhận và con đã được huấn luyện trong những trường khó khăn nhất, con đã luôn tự hào. Và không có gì con không làm được thì được huấn luyện qua một cái trường khó khăn nhất như vậy. Nhưng có những chuyện con phải thua là con không có thể làm được những gì mẹ đã làm cho con. Con khi nhà con còn nhỏ, dưới trong buổi vị thành viên con là người rất là cứng đầu, vì thế là đủ con gái của mẹ đi chơi quy rất là nhiều lần, mà mỗi một lần về mẹ đều đứng ở cổng để chờ và không khi nào mẹ lây la con. Cho tới khi con trở thành một người con đệ của mẹ, con chưa khi nào con thấy mẹ khó chịu và lây la con cả. Đó là điều con ghi nhớ suốt cuộc đời này, và con đó là những điều làm cho mẹ rất là khó chịu. Mẹ không còn trở lại, con chỉ nổi mẹ và nhiều chuyện khác mà con không thể biết được. Trong những ngày thơ ấu, con luôn luôn được ngủ với mẹ và Siêu Hiệp, ngủ với thầy mẹ. Tối đến gia đình đọc kinh rồi con được nằm kề bên thầy mẹ, được thầy mẹ dạy dỗ và cho con biết thế nào là một người con gái sống theo ý Chúa. Mẹ đã luôn luôn bảo vệ, chăm sóc con khi thơ ấu cũng như khi con đã lập gia đình. Khi con lập gia đình, con đã bên cạnh mẹ. Tiền lương lính không đủ ăn, nhiều lúc mẹ phải nấu canh mẹ cho thêm một chút, mẹ bảo con ra lấy về ăn. Lòng mẹ thương con không bao giờ quên. Đến lúc con sanh cháu gì, mẹ luôn luôn chăm sóc, bế cháu, ru cháu, lo cho con từng miếng ăn. Khi con sanh cháu gì con rất là khổ sở, nhưng mà mẹ luôn luôn chăm sóc và nhờ ơn mẹ, nhờ ơn thầy mẹ, chúng con được như ngày hôm nay. Chúng con xin cảm ơn mẹ. Mẹ là người mẹ hiền từ nhất trên thế giới. Đối với con chưa thấy một người mẹ nào như mẹ. Ngay cả những lúc mẹ giận dỗi con vì con đã làm trái ý thầy mẹ, không muốn lấy một người mà mình không yêu, thì thầy mẹ đã là người đứng ra bảo vệ cho con. Con biết rằng có những khi mẹ từ từ dùng những lời nhẹ nhàng để khuyên thầy và thầy đã chuyển ý, cho nên chúng con mới được như ngày hôm nay. Thì con đứng đây con cảm ơn mẹ, xin mẹ ở trên thiên đàng, xin thầy mẹ ở trên thiên đàng luôn luôn để chân cầu xin Chúa ban cho gia đình họ Đỗ nói chung và cho gia đình con luôn luôn khỏe mạnh, biết thương yêu nhau, biết sống theo ý Chúa và biết dạy dỗ con cái. Xin mẹ cũng cầu xin Chúa cho tất cả các cháu của gia đình họ Đỗ và tất cả họ hàng thân thuộc hiện diện ở đây được luôn luôn khỏe mạnh và luôn luôn là một người con của Chúa. Và xin mẹ cầu xin Chúa cho gia đình con có những nỗi niềm riêng mà con không nói ra đây được, thì con sẽ xin nói thầm với mẹ và xin mẹ cầu xin Chúa cho con được như ý.
Con xin chào mẹ. Ba, this is me. I remember just good times every time we come over to your house. Mom and Dad would tell me that we're going to Ba's house, and I would always look forward to it because there's always good food there, and I got to see all my cousins, and we would play all the time, and you know, see all our uncles and aunts. But whenever I went over to your house, I never wanted to leave, just because it was always good times, and we would always be together as a family. I remember you always gave me those candies, the one in the red wrapper, and one time I saw you like eating like a piece of wood or something. I don't know what it was, but I asked you for one and you gave me one, and it didn't taste very good, but I still ate it, and I know you're just a very giving person, and I know you're in heaven right now watching over every one of us, and we love you all. We all love you, and we miss you. Mẹ ơi, con mà làm con bé út của mẹ đây, con cảm ơn mẹ đã sinh dưỡng con và nuôi con thành người như hôm nay. Tuy mẹ là một người không biết ăn nói, nhưng cuộc sống của mẹ đã tự tin được những cái quý báu nhất của mẹ. Con đã học được những bài học quý báu từ những cuộc sống của mẹ. Mẹ là một người mẹ hiền lành, đạo đức, thương người, nhẫn nại, chịu đựng tất cả những cái gì tốt. Con là con những cái gì tốt con thấy cũng mẹ cũng đã làm được. Con rất cảm ơn mẹ. Mẹ là chỗ để con núp bóng che mưa trong cái lúc buồn rầu, hay có những chuyện buồn con cũng chạy đến với mẹ. Tuy rằng hai mẹ con không nói với nhau, nhưng chỉ ngồi bên cạnh mẹ thì con cảm thấy tâm hồn đã an bình. Con rất cảm ơn mẹ đã cho nuôi con tới lớn thế này nay. Xa mẹ rồi con biết cậy trông ai. Tuy mẹ sẽ vĩnh viễn ra đi, nhưng trong tâm hồn con, mẹ lúc nào cũng là người mẹ sống mãi trong tâm hồn của con. Con cảm ơn mẹ. Chào mẹ. Kính thưa mẹ, chúng con đã sống gần mẹ gần 30 năm nay. Chúng con biết mẹ là một người rất là nhân từ. Mẹ là một người đầy lòng bác ái và lúc nào cũng thương mến thầy và tất cả các con. Chúng con mỗi cuối tuần thì thường hay tới nhà mẹ để được mẹ nấu cho những đồ phở thật là ngon. Và đôi lúc mẹ là người rất là ít nói, nhưng mà chúng con cũng được mẹ kể cho nghe những cái câu đố vui của mẹ mà không ai trả lời được cả. Và bây giờ đây thì mẹ đã lên thiên đàng với Chúa. Chúng con không biết nói gì hơn là chúng con lúc nào cũng luôn thương nhớ mẹ và xin mẹ hãy cầu nguyện cho gia đình chúng con. Chúng con xin tạm biệt mẹ. Hi, this is Vanessa. You are such a good role model to your whole family. When I came over to your house,
I see you, and you didn't say much, but I could just tell by you looking around how happy you are just to be around family. And your dedication to family and being selfless, really, your whole family saw that, and it passed down to your kids. Because my mom's like that too now. She learned your selfless ways and dedicated, you know, tried to provide with her kids everything she could. And after that, then me, it's gonna pass down to me and my generation. You just showed us how to be a good mom. And thank you for inspiring.